Brother, quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, tôi sau lễ sám hối để tôi chia sẻ một vài điều ngắn gọn thôi, xúc tích. Vừa rồi thì chùa chúng ta có lập một cái đài gọi là đài dược sư cầu an đầu năm. Thì mới dẹp, mới dọn, mới tháo cất sáng nay. Nhân đây thì lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho quý thầy tạ thán tinh thần của quý thiền nam thiền nữ Phật tử trong dịp Tết đã chung tay cùng với quý thầy để trang nghiêm cảnh chùa cũng như là để kỳ lễ cầu an mùng năm được diễn ra thành tựu mỹ mãn. A Di Đà Phật. Tôi nói vài điều về đàn dược sư cầu an Thất Châu. Thì đúng ra là chia sẻ về trước vào những ngày như là 8, nhưng mà thật ra là chúng tôi cũng thật ra là quá bận mà không còn chuẩn bị được, cho nên không còn chia sẻ. Cho nên là đọc cái danh sách cầu an từ ngày 3 đến ngày 13, tức là ngày hôm qua. Tôi nói về cái danh hiệu của vị Phật dược sư là như thế này. Dược là thuốc, còn sư là thầy. Đó đơn giản là vì đã nghe rồi đúng không ạ? Dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là một vị thầy thuốc, nhưng mà dược sư cũng có nghĩa là một phương thuốc. Phương thuốc là gì? Phương đây là cái phương pháp, một cái liều thuốc. Nhưng mà cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ, chúng ta về chùa chúng ta cầu an, cũng như chúng ta về chùa chúng ta lễ Phật, thật ra cái phương thuốc đó đó, cái phương thuốc đó là chính mình. Từ chính bản thân mình phải tìm ra một cái phương thuốc để an chính mình. Còn chúng ta lạy Phật, thứ nhất là chúng ta lạy Phật để chúng ta sám hối, và chúng ta lạy Phật để chúng ta là cầu xin thì nó cũng chưa đủ lắm, nhưng mà tạm gọi là cái sự giáo hộ của Đức Phật, để chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể tìm thấy, chúng ta có thể tiếp cận được cái phương thuốc. Nhưng mà cái chính là chính bản thân mình phải tìm được cái phương thuốc của chính bản thân mình. Đạo Phật dạy là tam độc: tham, sân và si. Mình thấy mình tham nhiều thì mình phải tìm một cái phương thuốc nào đó để bớt tham lại. Mình thấy mình sân nhiều thì phải tìm cái phương thuốc nào đó để bớt sân lại. Mình thấy mình si nhiều thì phải tìm cái gì đó để cái phương thuốc nào đó để bớt cái si lại. Cũng giống như Đạo Phật nói là có năm giọt mật cuộc đời, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng có chia sẻ của mình, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Chúng ta làm hụt ở trong cái cõi này, suy cho cùng những cái khổ não phần nhiều nó đến từ năm cái đó. Đây chúng ta thấy chúng ta khổ vì gì nhiều thì chúng ta cố gắng tìm những phương thuốc để khắc chế cái phần đó, và chính mình phải tìm ra một cái phương thuốc của chính mình. An hay không là do chính bản thân mình. Trưa hôm qua thì quý vị có nghe Hòa Thượng Minh Bảo ở Long Phước, hôm qua chùa ta tổ chức cuộc mời chân tăng tà đàn dược sư, thì quý vị đã nghe thầy chia sẻ. Tuy nhiên là một số thôi, chứ không phải là quá đông, phải là tất cả, chỉ khoảng 20-30 Phật tử có nghe. Thì nhân tổ hôm nay tôi chia sẻ một đề tài nhỏ, gọi là phương thuốc của chính bản thân mình. Chúng ta về chùa chúng ta lạy Phật không phải cầu sự bình an, mà chúng ta an hay không là do chính bản thân mình. Và trong đạo Phật chúng tôi vẫn có một
thường nhắc cho quý vị Phật tử đó, cái câu như thế này: tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô. Câu tiếp là những câu gì quý vị? Câu có quý vị nào nhớ? Tôi đọc hai câu. Bài này có 6 câu quý vị. Tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tình không tình tự mình, không ai thanh tịnh ai. Trong cái câu này chỉ còn chữ thanh tịnh là nó hơi khó hiểu, ở ngoài không xa cái chữ này, nhưng mình phải hiểu chữ thanh tịnh nôn na là giống như là trong sạch vậy. Từ mình làm thanh tịnh tức là từ mình làm cho mình trong sạch, từ mình làm nhiễm ô, từ mình không làm ác, từ mình làm thanh tịnh, tình không tình từ mình, sạch không sạch từ bản thân mình, không ai thanh tịnh ai, không ai làm cho ai trong sạch. Và hiểu một chân mực nào đó thì không ai có thể làm cho ai bình an được, không ai làm cho ai bình an được, chỉ có chính bản thân mình làm cho mình bình an. Thì tối hôm nay tôi chia sẻ một đề tài nhỏ nhỏ, tức là tự mình tìm phước thuốc cho chính bản thân mình. Nhưng mà chúng ta cũng phải nỗ lực, chúng ta cũng phải nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực ngồi thiền. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực tụng kinh. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực thiền chú. Miễn là một cái phương pháp nào mà để giúp cho mình an tâm được thì nên dùng công. Và tôi cũng hay đưa ra một cái ví dụ, và thật ra nhiều thầy cũng ví dụ cho bản thân. Và cuộc đời này cái tâm hồn của mình là giống như lý nước vậy, quý vị. Một nhỏ một cái ly nước, và cái ly nước nó không có trống như ly nước này. Ly nước nó nhiều cảm vẫn, dù cho cái tâm của mình nó cũng nhiều phiền não nhiễm ô, nhưng mà trì chú, nhưng mà niệm Phật, nhưng mà ngồi thiền sẽ giúp cái gì? Không phải giúp cái ly nước này, mà giúp cho cái tâm hồn mình nó lắng dịu xuống. Ngồi thiền trì chú niệm Phật cũng giống như một cái ly nước vậy, mà mình để yên thì tâm hồn mình, mà mình để yên thì những cái phiền não, những cái niệm ô sẽ lắng nhiều xuống. Còn nếu chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không ngồi thiền, chúng ta không trì chú, chúng ta không tụng kinh mà muốn để cho tâm mình an, sao an được? Thì giống như chúng ta, giống như một cái ly nước cẩu bẩn mà chúng ta cứ quầy lên liên tục, chúng ta cứ chạy hết cái dòng đời liên tục, mà nếu chúng ta không biết để dừng lại thì chúng ta chạy 60 năm cũng không dừng lại, và chúng ta chạy 60 năm để tìm kiếm bình an, lòng mình cũng không an được. Thì tối hôm nay tôi chia sẻ một cái đề tài nhỏ. Nhưng ngày sẵn hối thì trước qua quý vị đã nghe, chiều nay quý vị cũng đã nghe thầy thượng tọa viện chủ để chia sẻ, thì tôi chỉ nhắc lại một vài ý. Đó là cái phương thuốc của chính mình. Chúng ta về chùa, chúng ta lạy Phật. Chúng ta về chùa, chúng ta học Phật. Chúng ta về chùa, chúng ta cung Phật. Mục đích là để tìm ra cái phương thuốc của chính mình. Và chính bản thân mỗi người phải tìm thấy một cái phương thuốc của chính bản thân mình để có thể bình an được, để có thể hạnh phúc được, để có thể sống, có thể là mỉm cười được. Thì đây là một cái đề tài nhỏ mà tôi chia sẻ được quý vị Phật tử. Chúc tất cả quý vị ta thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lành và tinh tấn trong một đường học Phật. A Di Đà Phật.